Ai đấy? Cô có mua pin không? Không mua đâu. Dạo này nhân viên tiếp thị có bấm chuông bừa bãi. Cả tuần nay rồi anh ta không thèm về nhà. Tôi đã nói là không mua rồi mà. Mua pin được khuyến mãi vô tuyến đấy. Định lừa tôi sao? Không đâu, cùng lắm thiệt hơn 20 đồng đô la Hồng Kông. Là vô tuyến mới tin. Hình thức tham gia thế nào? Sách giày đàn bà 30 đô la, cô mua không? Có tặng kèm gì không? Tất nhiên tặng kèm đàn piano rồi. Có khuyến mại nào giá trị hơn không? Có chứ. Mua cần gạt nước sẽ được tặng ô tô. Có thật không? Hàng tặng kèm đây. Các anh buôn bán cái gì đấy? Không sao, không giấu gì cô. Hôm nay cô chính là người may mắn nhất tuần này trong chương trình TV đấy. Giải thưởng là gì? Nếu cô trả lời đúng câu hỏi đơn giản thì sẽ giành giải thưởng lên đến 1.200.000 đô la Hồng Kông. Vậy thì anh hỏi tôi luôn đi. Khi Đàm Vĩnh Lộc 4 tuổi ngồi vị trí số 4 hàng thứ 4 trong trường là ai? Còn nữa, phía mông bên trái cậu ta có bớt không? 5, 4, 3, khoan đã. Tôi không biết. Không biết thì cũng trúng thưởng. À khoan đã. Có đặt máy quay không? Không, tôi đã nói trúng thưởng là trúng thật mà. Vậy anh tiết lộ đáp án cho tôi được không? Không được, như vậy sẽ phạm quy. Được mà. Đáp án là gì? Đáp án là gì chứ? Đáp án chính là Đàm Vĩnh Lộc và mông bên trái của cậu ta không có bớt. Còn giải thưởng thì sao? Đây rồi. Là tiền mặt 1.200.000 đô la. Sau này anh nhất định phải chọn tôi đấy. Nhất định thế rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Lẽ nào lại có giải thưởng nữa? Anh à, người ta mang hàng đến rồi à? Đâu có, em mua đấy. Anh có việc về muộn, vì thế nhờ bạn của anh mang đến. Còn số tiền 1.200.000 nữa, em đếm đủ chưa? Tiền và hàng quá đều là do anh mua sao? Đúng vậy, có chuyện gì không? Không có gì, anh ta cũng tốt. Bộ phim Bá Chương Gian Xảo. Tôi tên là Oh My God. Ngày nào cũng đón tàu đi làm. Sáng nào tôi cũng gặp một cô gái. Hai chúng tôi cùng để ga tàu. Và cô gái đó đã trở thành người tình trong mộng của tôi. Lúc đầu tôi không biết cô ấy tên là gì. Nhưng một hôm tôi nhìn thấy tên cô ấy trên chiếc túi mà cô ấy thường đeo. Cô ấy tên là DKNY. Ngày nào cô ấy cũng mang theo cái túi ấy. Tôi rất muốn ra làm quen với DKNY, nhưng chưa tìm được cơ hội. Còn cô ấy ngày nào cũng đọc tiểu thuyết. Tôi cứ mong cuốn sách trên tay cô ấy rơi xuống đất, thì lúc đó cơ hội sẽ đến với tôi. Cô gái, sách của cô rơi rồi. Cảm ơn anh. Không có gì. Tên của tôi là Oh My God. Còn tên của tôi là DKNY. Di kỳ à. Tôi biết ngay mà. Chúng ta hẹn hò có được không? Đến khách sạn Tam được không? Em được giảm giá. Khách sạn Tam? Được chứ. Taxi. Tôi là một người rất chăm chỉ, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Bất cứ ai có việc gì cần tôi giúp, chắc chắn tôi được giúp đỡ. Oh My God, phiền anh nhé. Không sao. Cứ để đó cho tôi. Mễ Cát à, công văn của anh rơi rồi kìa. Tạm biệt nha. Cảm ơn. Nhưng ở Hiền chẳng gặp lành gì cả. Kết quả là ngày nào tôi cũng ở lại làm việc đến tận khuya. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Gì vậy? Mua ảnh
Đừng mà, tôi là người tốt, xin đừng dọa tôi. Xin đừng dọa tôi. Đừng có nói ra ngoài, biết chưa? Vâng, thưa cậu chủ. Ai đấy? Gần quá tôi chẳng nhìn rõ. Là tao. Cậu chủ, xin chào. Mày được lắm. Cậu chủ. Cậu chủ. Cung cự giải. Hôm nay là ngày đại kỵ, sẽ bị người ta hãm hại, lại bị thất tình, mê tín dị đoan. Của tôi. Là của tôi chứ. Đó là của tôi. Bỏ ra đi. Là của tôi. Xin chào. Sao vậy? Xin chào Dolina. Xin chào. Anh Cát à, anh có thư này. Cảm ơn cô. Gửi Oh My God, thân yêu. Oh my God, thân yêu. Em biết anh là một người đàn ông rất tốt. Lẽ nào là DKNY? Hôm nay anh đã làm một chuyện kinh khủng không thể ngờ được. Trong bức thư này có chứa phát minh độc nhất vô nhị của em. Đó là độc dược làm mất khả năng kiểm soát của con người. Ký tên Chỉnh Cốt Chi Bá. Không phải chứ. Độc dược. Cái gì thế này? Cậu đứng lên. Không phải là tôi, mà là nó. Ôi trời ơi, tôi không thể khống chế nó được. Hãy tóm lấy nó cho tôi. Cứu tôi với. Tóm lấy nó cho tôi. Không phải là cô ấy mà là tôi. Cứu tôi với. Cậu chủ thấy thoải mái hơn không? Mà báo cảnh sát đi. Oh.
Đã biết ta lợi hại thế nào chưa? Anh ta đâu rồi? Đằng kia. Cho mày chết. Bắt lấy mau. Anh ta điên rồi. Có đúng là anh này không? Đúng rồi, là tôi đấy. Cảm ơn các anh. Sao tự nhiên lại bắt tôi vậy? Ông chủ, tay tôi bị điên rồi. Tôi không kiểm soát được. Có thật không? Thật mà. Tôi không biết tại sao. Dẫn cậu ta đi ngay. Sau này không cho vào công ty nữa. Ông chủ à, ông có sao không? Đúng là đồ thần kinh mà. Từng tuổi này rồi còn nghịch trò này. Bác sĩ à, tay của tôi không thể nào kiểm soát được nữa. Bác sĩ cứu tôi chứ. Tiêm một mũi đi. Bác sĩ à, có điều này tôi muốn hỏi bác sĩ. Nói đi. Sao bác sĩ không tiêm vào cánh tay có vấn đề của tôi mà lại đi tiêm vào cánh tay bình thường của tôi chứ? Bởi vì ta không phải là bác sĩ, mà ta chính là chỉnh cốt chi bá. Xin lỗi, cậu chủ của anh đã chi một khoản tiền rất lớn nhờ tôi cho anh một bài học. Bây giờ cả chân và tay của anh đều bị trúng độc rồi. Chúng không chịu nghe theo anh nữa. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Cái gì vậy? Miệng của anh đã trúng độc rồi. Không phải lỗi của tôi, là tại nó. Ta phải phòng thủ chứ. Tạm biệt Omegot, chúc may mắn. Đi thôi. Anh chàng đó xé nát cuốn sách của cô ra thật sao? Đúng vậy đó. Sau này đừng để tôi gặp lại người đó. Hứa tôi với, đừng đuổi theo tôi nữa. Cứu tôi với, làm ơn đi. Bây giờ con trai theo đuổi con gái cũng dữ dội thật đấy. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Chạy nhanh lên. Tôi không thể điều khiển được mình nữa. Anh bị làm sao vậy? Tôi không điều khiển được hành vi của mình đâu. Cô hãy mau chạy đi. Tôi bị trúng độc rồi. Để tôi gọi bác sĩ cho anh nha. Đi đi. Hít thật sâu vào. Mạnh lên. Mạnh lên. Bác sĩ à, không thấy đầu thai nhi đâu. Thế cô thấy gì? Chân của em bé nguy rồi. Chuẩn bị mổ. Bệnh nhân ngất rồi. Chuẩn bị xuống điện. Chết này. Chúc mừng sinh nhật. Bác sĩ, ở đằng này, nhanh lên. Bác sĩ à, ở đây nè. Là con trai. Bác sĩ à, hãy nghe tôi giải thích đi. Tôi không phải là kẻ biến thái đâu. Tôi bị người ta hãm hại. Xin hãy tin tôi đi được không? Đi cây à, cô hãy tin tôi. Tôi bị người ta hãm hại thật đó. Đi cây à. Tại sao cô lại không tin tôi chứ? Đi cây. Đi cây à. Quân Thiên. Quân Thiên. Đây là khu y tá. Người nhà bệnh nhân không được phép vào đây. Cứu anh. Quân Thiên. Quân Thiên. Đón xem bộ phim Bệnh viện kinh hoàng trên kênh Red by HBO. Tôi là An Định, một chuyên gia trị liệu mất ngủ làm tự do. Tôi thích một cô gái, nhưng cô ấy ở trên cao, nằm ngoài tầm với của tôi. Lần đầu thấy cô ấy, tôi đã buồn vệ sinh. An Định, tôi thích anh. Chúng ta cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi. Đón xem bộ phim Những người mất ngủ trên kênh Rest by HBO. Ở CSK, chúng tôi không hỏi vì sao các bạn cần phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi chỉ tập trung trao cho khách hàng kết quả tốt nhất. Tôi phẫu thuật vì tôi muốn dung mạo của mình thay đổi. Anh muốn biết chi tiết chuyện tối hôm đó? Đừng lo, tôi biết giữ bí mật mà. Anh sợ một ngày sẽ mất đi anh ta. Nghe em giải thích đi. Buông ra.
tôi nhất định sẽ giúp cậu xử lý chuyện này. Phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi trái tim một con người không? Đón xem bộ phim Dung Mạo và Tâm Tưởng trên kênh Red by HBO. Tôi phải cố lên. Tôi phải phấn đấu. Tìm giờ đã khó, tìm việc còn khó hơn. Ông trời ơi, con chỉ cầu có được việc làm. Xin đừng đùa giỡn với con nữa. Đồ điên, tự nhiên lại hét giữa đêm khuya. Sao tự nhiên mất điện vậy? Ông trời ơi, nhất định phải xin được việc. Nếu không mình chỉ còn nước tự tử. Chính là chỗ này rồi. Liệu có phải là đại bản doanh của tên Chỉnh Cúc Chi Bá không? Không có gì. Cần gì? Tôi đến để xin việc làm. Tôi tên là Omega. Vào đi. Ở đây là căn phòng tự nguyện của giáo hội. Lương không cao, nhưng công việc lại nặng nhọc. Từ giặt giũ, nấu cơm, quét dọn đều phải làm hết. Cậu chỉ được vào phòng tri thôi. Phòng tri không được bước chân vào vì có rất nhiều đồ quý giá. Thực ra là giáo phái gì vậy? Trời nóng như vậy, bắt mặc áo len. Uống nước đi. Thôi mà, càng đỡ tốn. Nhà tôi có việc, tôi xin phép về trước. Nè, cậu đang đùa sao? Thay quần áo rồi lại định bỏ đi à? Tôi không đi nữa. Nặng quá à. Có lấy nữa không? Không lấy, không lấy. Uống cái này đi. Cứu tôi với, đây là tà giáo. Lối ra kia rồi. Không được đi lối đó. Tôi không tin. Không được đi theo tôi đấy. Đây là đâu? Chán quá. Thà thất nghiệp còn hơn. Làm thế nào bây giờ? Sao tự nhiên mát quá vậy? Làm cái gì vậy? Mẹ ơi, con phải đi vệ sinh. Xin chào cháu bé.
Lại đây chú bé nào. Đồ biến thái, xem mày chạy đi đâu. Tôi đâu phải là kẻ biến thái đâu. Tôi không cố ý làm chuyện đó. Tôi bị người ta hãm hại mà. Tôi không phải là kẻ biến thái đâu. Làm ơn đi, đồ biến thái. Mau đứng lại đó, đồ biến thái. Đồ biến thái, còn dám chạy nữa à? Tôi không phải là kẻ biến thái. Tôi bị ép phải nhảy xuống đây. Biến thái, đi chết đi. Tôi không phải là kẻ biến thái. Làm ơn đi. Vĩnh biệt Di Cây. Tôi nhảy đây. Ôi chủ. Có con chuột nhỏ xíu mà cũng sợ. Đúng là nhát gan quá. Xin chào. Tốt lắm, quả nhiên có tố chất làm chuyên gia phá đám. Xin ông tha cho tôi đi. Được thế tôi mừng lắm rồi. Cậu nhầm rồi. Với kinh nghiệm của ta thì những ai đã từng bị ta chơi xỏ, nặng thì bị quán loạn thần kinh, còn nhẹ thì cũng khóc lóc kêu than suốt ngày. Chỉ có mình cậu trong những bình thường thế này, quả là có 102 đấy. Ông đừng nhầm, tôi bị người ta ức hiếp mãi quen rồi. Là kẻ nào? Là Chỉnh Cốt Chi Bá. Chỉnh Cốt Chi Bá à? Hãy mặc quần áo vào đi, rồi kể lại cho ta rõ. Tôi đã bị ông ta hãm hại đến mất cả công việc, mất cả người yêu. Ông thấy tôi có bất hạnh hay không chứ? Thật sự cậu là một người giỏi chịu đựng đấy. Đã từng bị Chỉnh Cốt Chi Bá hãm hại, bây giờ lại vượt qua dòng thử thách của Chỉnh Trung Thiên Hoàng ta. Ta nghĩ nếu đào tạo cậu đến nơi đến chốn, chắc chắn cậu sẽ nổi danh. Tôi thực sự không thích chuyện này đâu. Cứ mặc quần áo vào đi đã. Xin lỗi. Làm người chơi xỏ người khác không nhất thiết phải làm chuyện xấu, cũng không cần làm nhiều. Mỗi ngày 3 vụ lớn, 30 vụ nhỏ, có ích cho bản thân, làm lưu thông khí huyết, trẻ mãi không già. Hơn nữa sẽ không mắc bệnh phụ khoa, không bị sản hậu, lại lợi tiểu, tất cả đều được chữa trị. Vậy ông giới thiệu tên của ông là gì? Nhớ lại, thời ta lập bao chiến công quanh liệt, hãm hại được bao nhiêu người, ta có biệt danh là Chỉnh Trung Thiên Hoàng. Cúp bóng đá thế giới lần nào ta cũng ủng hộ đội tuyển Hà Lan. Vì thế ta có tên là siêu cấp Chỉnh Trung Bá Chương Hà Lan. Vậy ông có quan hệ thế nào với Chỉnh Cốt Chi Bá? Trước đây hắn là tiểu đệ của ta, vì tội phản bội sư môn nên bị ta đuổi đi. Nhưng cậu đừng sợ, chỉ cần ta huấn luyện cậu 3 tháng là cậu có thể đi tìm hắn trả thù. Thực ra tôi chỉ muốn tìm được một công việc thôi. Không sao, ta có thể cho cậu không lấy tiền ăn ở, nhưng phải làm công việc dọn dẹp xoa bóp. Tiền lương là 6,6 đô la Hồng Kông một giờ. Đến muộn trừ 500, về sớm trừ 1,000. Nhưng nếu làm liên tục 5 năm mà không nghỉ phép thì ta sẽ thưởng 100 đô la Hồng Kông. Ngay từ bây giờ có thể ký hợp đồng bắt đầu sáng mai làm. Lại còn được học sao? Tất nhiên rồi. Có điều học phí 3,000 đô la Hồng Kông. Có ai khác cùng học không? Còn có 3 người nữa. Hôm nay các cậu được tiếp kiến một cao thủ trong nghề trả thù thuê này. Làm nghề này muốn thành công thì nhất định phải có máu lạnh, không được tỏ ra thương người, không được thỏa hiệp, không được sĩ diện, nhưng nhất định phải nhiệt tình học hỏi, sáng tạo và phải có ngực nở. Thế nào thì được coi là ngực nở? Như bạn nữ này là được. Đúng là ngực nở thật đấy. Cô ấy họ Thủy, tên là Thủy Đường. Thủy Đường sao? Nghĩa là người rất độ lượng. Chào các anh. Tôi là Yamate. Còn tôi là Kanbate. Còn anh? Ngô Quảng Đức. Có bí mật gì không? Không, chỉ là Ngô Quảng Đức thôi. Anh ta là Ngô Quảng Đức. Còn tôi là Oh My God. Oh My God. Nghe tên của anh là thích thú rồi. Chúng tôi không thèm làm bạn với anh nữa. Cô ấy hại tôi rồi. Ngồi xuống đi, đừng khách sáo. Chúng ta ăn sáng thôi. Cái đó là đồ giả. Sao thầy không đói sớm? Mọi thứ đều là giả sao? Sữa là đồ thật. Mọi người uống đi. Ừ.
Làm nghề của chúng ta quan trọng nhất là phải nhạy cảm. Vì thế khi ăn sáng nhất định phải có món ăn tinh thần. Cô bị cận à? Đúng vậy, cận 13 độ. Tuyệt quá. Sữa là để uống chứ không phải để ngấm đâu. Bữa sáng kết thúc, lên lớp thôi. Những lúc đi trả thù mà gặp chuyện bất lợi thì nhất định phải nắm chững những gì được gọi là vũ khí thoát hiểm. Ví dụ như chiếc ô này, tên của nó rất dài lại phức tạp, thì thầy cứ nói đơn giản thôi. Tên nó là gì? Đơn giản gọi nó là ô trả thù. Giả dụ bây giờ trời đang mưa, cậu dương ô lên, người không mang ô nhất định sẽ đi nhờ cậu. Anh ta đứng ở bên phải, cậu bấm vào nút này. Đến lượt cậu ra làm thử. Tôi sao? Làm lại một lần. Đơn giản thôi. Khi trời mưa, dương ô lên, mà cậu lại không có ô, tôi che mưa giúp cậu. Đương nhiên là cậu thích rồi. Rồi khi cậu đi bên phải tôi ấn nút này. Sao lại thế này? Có gì đâu, nước ở bên phải dùng hết rồi đương nhiên chuyển sang bên trái. Sao thầy không nói sớm? Chiếc ô này có tên là chiếc ô trả thù từ trái sang phải. Tại mọi người yêu cầu nói đơn giản nên tôi chỉ gọi là ô trả thù thôi. Bị ướt mưa thì đáng kể gì, bị ướt mưa thì bình thường, không có gì gọi là phải sợ. Nhưng nếu bị cái này dính vào thì không đùa được đâu. Là nước đông cứng à? Nếu bị cái này dính vào người thì toàn thân sẽ bị đông cứng 3 ngày 3 đêm. Vậy nó có khác gì Viagra đâu? Đừng tưởng sau khi bị ướt rồi toàn thân bị cứng như chỗ đó lại mềm. Không được rồi. Không được cái gì? Ý tôi là trái tim yếu mềm mà. Còn một vũ khí nữa mà cao thủ trả thù ai cũng phải có, đó chính là vali trả thù vô địch. Tôi nhìn thấy trong phim chuyên gia trả thù do Châu Tinh trì diễn rồi. Ngốc quá. Đó chỉ là hàng sản xuất 90, lạc hậu rồi. Của tôi là hàng mới nhất. Bộ vi tính cũng là Windows 98. Có phải tặng mỗi người một bộ không? Mỗi người mua một bộ, mỗi bộ giá 5.000 đô la. Sao đắt vậy? Không phải lo, sẽ trừ dần vào lương. Lãi hàng năm là 25%. Nhưng trong vali đó có cái gì? Có bí mật. Bí mật của nó, nếu các người muốn biết, đập vỡ nó ra là biết ngay thôi. Vali trả thù vô địch này tuyệt đối danh bất hư truyền. Trước khi biết được bí mật mà mở ra thì hậu quả sẽ khôn lường. Các người có muốn thử không? Không được đâu. Mang nó ra chỗ khác đi. Thầy ơi, thầy à, thầy là người dạy chúng tôi đi trả thù, thầy cũng nên giới thiệu cho chúng tôi biết vài món nghề của thầy chứ. Không thành vấn đề. Có điều bây giờ hết giờ học rồi, muốn học thì phải thu phí. Thầy có nhìn thấy hai người đang ngồi ăn lẩu đằng kia không? Nếu thầy có thể trêu họ mà họ vẫn an toàn quay về thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Hai người kia quá dễ. Thầy từng nói mình là thiên hạ vô địch, đã ra tay là gạo xây ra cám đấy. Được rồi, xem ta cho họ tắm rượu đây. Sau đó họ sẽ tự đổ rượu lên người của mình. Tiếp đó sẽ cho họ tắm thùng nước rửa bát kia. Thế mà họ vẫn chấp tay cảm ơn chúng ta. Các người có tin không? Không phải chứ. Mỗi người 1.000. Chồng tiền lên đây. Đồng ý. Cho ta mượn kính. Nhìn này. Làm trò gì vậy? Anh Cơ, anh Văn, tôi là quan bốn mắt đây. Tôi tìm các anh lâu lắm rồi. Có nhận nhầm người hay không? Đừng đùa nữa mà. Đại ca bảo tôi mang tiền đưa cho hai anh, mà tôi tìm mãi mà không thấy hai anh. Đại ca bảo đưa chúng tôi bao nhiêu tiền?
thì vẫn như cũ, 100 ngàn. Cảm ơn nha. Thế tiền đâu? Đây này, đưa đây. Lâu rồi không gặp, phải chơi đố vui cái đã. Đố vui à? Thôi chơi quảnh tù tì đi. Không, phải chơi trò mà hai người hay chơi. Lâu rồi không gặp, tôi quên trò đó rồi. Đơn giản thôi mà, canh cứ làm theo tôi là được rồi. Không làm được thì thua. Làm được thì đưa tiền có đúng không? Đương nhiên rồi. Ta chỉ trời, ta chỉ trời, ta chỉ đất, ta chỉ đất. Ta chỉ trời, ta chỉ trời, ta chỉ đất, ta chỉ đất. Ta uống rượu, ta uống rượu. Ta uống rượu, ta uống rượu. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Đổ rượu lên người, đổ rượu lên người, đổ rượu lên người, đổ rượu lên người. Mở mắt ra, mở mắt ra, mở mắt ra, mở mắt ra. Chơi xong rồi, chơi xong rồi, chơi xong rồi, chơi xong rồi. Cho ước này, cho ước này. Được rồi. Xong rồi, xong rồi. Tiền đây, các anh cầm lấy, 100 ngàn. Cảm ơn nhiều. Khi nào có dịp lại chơi tiếp nha. Tuần sau hẹn gặp ở đây được không? Được rồi, tạm biệt. Không gặp không về. Có thể mà kiếm được 100 ngàn, quá dễ dàng. Cái gì? Năm 1998 à? Đồ khốn nạn. Cứ tìm người nào bốn mắt ấy. Cho thầy thêm 1 ngàn nữa. Nếu thầy chạy thoát vụ này thì tôi bái phục thầy. Tao chém chết mày. Mấy cái thằng này, cho mày chết nè. Dám chạy à? Chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy chạy nhanh như vậy. Có khi môn điền kinh năm 2000 ở Sydney có hy vọng rồi. Càng ly. Stay Home Friday this month. Stay Home Friday, Friday nights at 9. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ viết thư cho con vào ngày sinh nhật mỗi năm. Thiệp sinh nhật từ người mẹ quá cố. Noriko, chúc mừng sinh nhật con. Năm nào tôi cũng nhận được một lá thư. Mẹ có một việc muốn nhờ con. Tại sao mẹ lại muốn mình làm như vậy? Con mệt mỏi khi để mẹ quyết định đời mình rồi. Xin lỗi mẹ con máu. Đón xem bộ phim Thiệp sinh nhật trên kênh Red by HBO. Cậu sẵn sàng chưa? Rồi. Cậu muốn làm không? Đây ngoạn mục. Tôi sẽ giúp anh. Bình tĩnh, tỉnh táo lại đi. Bà là đại dương của cháu. Ta hiểu rồi. Cảm ơn anh đã ở bên em trên đoạn đường này. Đừng vớ vẩn nữa. Cô nghĩ cô biết tôi là ai ư? Cái vali này bí hiểm quá. Hay là mang đi chụp X-quang? Tôi thấy vali này chỉ là trò đùa thôi. Để tôi đá cho nó vỡ ra. Được đấy. Sao phải chạy xa thế? Chưa nổ à? Không lợi hại đến nỗi sấm sét nổi lên đấy chứ. Nói mưa là mưa luôn được sao? Khoan đã. Từ từ đã, không cần chạy. Chúng ta có ô mà. Đúng rồi. Cái ô nhỏ như vậy không đủ che bốn người đâu. Đứng gọn vào là được rồi. Còn đứng đây làm gì? Đi thôi. Mọi người thấy cô gái kia trông giống trong bức ảnh quảng cáo không? Có đầy hình quảng cáo. Cậu nói ai mới được? Có phải người hơn 70 tuổi rồi mà vẫn nhảy ở trên đệm không? Trông cô ấy cũng đẹp hơn khi lên hình. Không phải đâu, đó là quảng cáo. Tôi không phải là người tùy tiện. Trông cô ấy tội nghiệp quá.
cho cô ấy mượn ô nhé. Chúng ta mới tội nghiệp nè. Cậu ta đúng là người tùy tiện mà. Tự cậu ta lựa chọn như thế. Xin lỗi, cô không có ô à? Tôi đưa cô đi một đoạn nhé. Tôi không phải là người xấu. Anh không phải là người xấu. Có điều trông anh rất giống một diễn viên. Ai chứ? Hồ Phong. Cô không cần phải nói thế. Cô thà ví tôi giống như là Brad Pitt còn hơn là nói tôi giống Hồ Phong. Nhưng tôi thích Hồ Phong. Vậy tôi nhận giống Hồ Phong. Bây giờ cô đi đâu? Qua hai con phố kia. Được rồi. Lãng mạn quá. Cẩn thận. Ngưỡng mộ quá. Đẹp đôi thật. Tôi làm việc ở đây. Tên cô là gì? Tên của tôi là Tiểu Tiểu. Lần sau tôi đến chơi được không? Tất nhiên là được rồi. Tạm biệt. Đến thăm cô ấy thì khác gì bị quái chơi lại. Lát nữa gặp nhé. Tạm biệt. Bố của tôi đâu? Ông ấy đang hợp với anh trai và chị dâu cô. Cảm ơn. Bố đã hiểu chưa? Đứa con gái mà bố dẫn về có phải là con đẻ của bố không? Đương nhiên Tiểu Tiểu là con đẻ của bố rồi. Sau một đêm ở Pháp, bố và mẹ Tiểu Tiểu đã có em bé. Bố à, đàn bà Pháp nổi tiếng phong lưu. Một đêm mà có con thì còn hơn cả trúng số độc đắc. Mẹ của Tiểu Tiểu là một người phụ nữ rất tốt. Đúng là mẹ của Tiểu Tiểu không? Con thấy cô ta có giống bố chút nào đâu. Con cũng đâu có giống bố. Bố nhầm rồi. Hai chúng ta rất giống nhau. Đúng rồi. Bố là bánh dày, còn anh là bánh gato. Bố mà lại gọi con là bánh gato à? Bố à, con chỉ sợ có người mạo nhận là con gái của bố chỉ để lừa tiền bố thôi. Đúng rồi, phải xét nghiệm ADN. Bố nghĩ lại cho kỹ đi. Cô ta nghịch như vậy, lúc nào cũng chỉ thích trêu chọc người khác. Nhà ta làm gì có loại tính cách đó. Vào đi. Chào bố, chào anh. Chào chị. Sao em lại ướt vậy? Mưa à? Khổ thân em. Em mà bị cảm thì chị xót lắm đấy. Yên tâm đi, em không sao đâu. Anh à, có người mang một thùng hàng đến để bên ngoài đấy. Người ta bảo chỉ anh mới có quyền mở ra thôi. Chắc là người hâm mộ anh mang quà đến tặng anh thôi. Cô ấy nói là đồ kỷ niệm trong một năm của hai người. Cẩn thận đi. Mỗi ngày một trò. Là một mẹ đấy. Còn mẹ đó dám chơi chúng ta. Nhất định phải báo thù. Xin chào. Đợi khi nào nghe điện thoại, nó sẽ dính chặt vào tai. Cô ca Tiểu Tiểu, mời nhận điện thoại ở đường dây số 3. Alo, alo. Cô ca Tiểu Tiểu phải không? Cô đi vệ sinh đi. Lần này cô chết chắc rồi. Không thể nào. Ông xã, bên thanh tra gọi điện thoại cho em. Có thật không? Lẽ nào họ tìm ra chứng cứ. Đường dây số 3, mau nghe đi. Alo, anh cả. Em đây, thanh tra chính là ca Tiểu Tiểu. Cô đủ thế là đủ rồi đó.
Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Tôi sẽ cân nhắc ý kiến của anh. Nhìn cái gì mà nhìn, điện thoại cầm tay bị hỏng. Chưa nhìn thấy điện thoại bàn bao giờ à? Ông xã à, em nhất định phải trả thù cô ta. Đúng vậy, chúng ta đi mua báo. Chuông cửa bị hỏng, bị rò điện. Thôi chết tôi rồi. Đừng gõ cửa, giật điện cao áp. Sao lại hãm hại tôi? Làm thế nào để mở cửa bây giờ? Anh muốn mở cửa à? Đúng vậy, cậu mở giúp tôi đi được không? Không được, muốn mở cửa phải dùng cách đặc biệt. Mở cửa. Ai đấy? Về ra, tôi mua xiên cá viên to lắm đây. Để tôi với. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa đi. Có gì không? Tôi muốn gặp vua báo thù. Cứ gọi thật to là cửa sẽ mở ngay ra thôi. Vừa nãy có người gọi được, nhưng tôi thì không được. Đúng rồi, cửa này được điều khiển bằng vi tính. Mỗi ngày chỉ mở được một lần. Chúng ta vào bằng lối vệ sinh. Anh làm việc cho vua báo thù, liệu mấy có giỏi thật sự không? Không được rồi, kém quá rồi. Nghĩ gì mà lâu vậy? Đương nhiên, trước đây tụt quần người ta nhiều nhất chỉ mất 1 giây, bây giờ chỉ mất đến 3 giây rưỡi. Tạm biệt. Ông anh có tính trả lại quần cho tôi không? Công lực quá lợi hại. Tối qua thua 13 chiêu lại còn bị lừa, mất mặt quá. Cô ơi, trong này có người. Có tên biến thái. Tôi chưa dùng hết công lực của mình đâu đấy. Tên biến thái, đứng lại đó. Đến giờ rồi đó, quăng lưới đi. Ngồi đi. Thế nào, trình độ của tôi có được không? Tốt, tốt lắm. Nhưng tôi lo là anh không đối phó được với em gái của tôi đâu. Không đâu, trò chính sơn này không có gì đâu. Lại còn nói là không sao à? Em gái tôi độc địa vô cùng, xuất quỷ nhập thần, không tha cho một ai cả. Anh đang nhắc đến một cầu thủ nào đấy? Vô cùng cao thủ. Từ ngày bố tôi nhận đứa con quan đó về, nhà tôi loạn cái lên. Ông ấy còn bảo cô ta lên công ty để giám sát tôi. Quan trọng nhất là sau này bố tôi mất thì tôi phải chia nửa gia sản cho cô ta. Anh kể lại mọi chuyện rõ ràng cho tôi. Mọi chuyện là thế này. Các anh hiểu chưa? Chúng tôi phải hiểu thế nào đây? Cô có hiểu không? Không hiểu thì chỉ cần lắc đầu là được rồi. Sao cứ phải lắc đi lắc lại vậy? Nhìn qua hết cả mắt. Tóm lại là nếu trả thù được em gái của tôi, hoặc là làm cho bố tôi cảm thấy cô ta là một đứa con gái hư, bất hiếu, như vậy là được rồi. Như vậy là rõ rồi. Mất bao nhiêu tiền? Chúng tôi giúp anh đuổi em gái của anh đi. Anh không phải chi tiền cho cô ta nữa. Anh cho chúng tôi một khoản tiền đó, có được không? Được. Thế thì tôi còn nhờ các anh làm gì? Phát giá đi. Tôi sợ là phát giá xong anh sẽ sợ hãi đấy. Cứ nói ra đi. 1 triệu. Nếu các anh tìm được cách bán cô ta vào nhà thổ thì 5 triệu cũng được. Ý tôi là
đô la Mỹ. Tôi cũng vậy. Bố của tôi là một trăm năm tài phiệt giàu có nhất Hồng Kông này. Mấy số lẻ đó thấm tháp gì. Còn suy nghĩ gì nữa? Tôi sợ anh bị cảm lạnh nên định mặc lại quần cho anh. Tốt lắm. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho anh và thuộc hạ đến nhà và công ty của tôi. Thế nha. Tạm biệt quý khách. Chính là hắn đấy. Anh ta là người xấu, thầy vẫn định giúp sao? Hắn ta xấu nhưng tiền không xấu. Ông chủ, hình như tôi làm lõm xe rồi. Cậu phải đi học lái xe đi. Sao anh lại cần bằng lái xe? Nếu biết lái xe thì anh muốn đi đâu cũng được. Cậu quá vô tư đấy. Có vẻ cậu đang rất vui. Đừng quên cậu lấy bằng lái xe để làm việc. Đón xem bộ phim Trường dạy lái xe Mori Yamachu trên kênh Great by HBO. Port of call. Hello, 홍진숙이라고 합니다. 나 이제 안 한다. 사고 치지 말고 잘 살아. 은영아! 그냥 하루만 지워줄 수 있을까? 누나! 이거 피야? 변수 언니가 그 할아버지랑 둘째 부인 됐다고. 나한테 속이는 거 있잖아. 나한테 사기치면 어떻게 되는지 알아? Girl on the Edge premieres Friday, October 6th, 9 p.m. on Red. Đây là nhà của tôi. Anh làm gì vậy? Tôi phải phòng hộ trước. Em gái tôi là động vật máu lạnh, không cẩn thận là sẽ bi thảm lắm. Nào, chúng ta vào từ cửa sau. Cậu chủ, các anh xem đi. Trong nhà tôi, cả người và chó, ngay cả người giúp việc cũng bị cô ta hãm hại. Bình thường thôi. Lát nữa sẽ biết được em gái tôi lợi hại như thế nào. Thật không? Khoan đã. Bình thường chỉ là xô nước nóng, nhưng may tôi có đề phòng trước, nếu không sẽ thành miếng thịt luộc ngay. Cái gì vậy? Có thể là pháo. Trúng rồi. Trông giống miếng thịt luộc thật. Đúng vậy, đúng là giống miếng thịt luộc. Bố đến thật đúng lúc. Tôi xin giới thiệu, đây là bố của tôi. Chào ông chủ, đây là vợ tôi. Chào chị. Hai người này là... Bố không xem tin tức à? Bây giờ nạn bắt cóc tốn tiền hoành hành ghê lắm. Chúng thường nhắm vào các nhà giàu. Con sợ bị trở thành mục tiêu của chúng. Vì thế con đã mời hai người này về để làm vệ sĩ cho Tiểu Tiểu. 24/24 giờ. Con rất biết nghĩ cho em nó đấy. Trong hai người khỏe mạnh, nhưng liệu có võ không? Đương nhiên rồi. Mạt chược, gôn, xì phé, domino, võ gì cũng đánh được. Vậy có biết nhảy không? Biết cả hôn nữa đấy. Anh đừng ghen nha. Tôi đã từng thề là ai chịu đựng được cô ấy thì tôi sẽ cho thêm 30 triệu. Ngân phiếu có luôn rồi đây. Cậu có nhận không? Không vấn đề gì, cầm lấy đi. Thôi mà. Ông chủ à, cô chủ đâu rồi? Không cần nói nữa. Tôi biết rồi, đằng sau lưng tôi có hình Mickey, tôi thấy rất lạnh lưng. Như thế mới mát mẻ.
đúng là người vô ý thức. Không sao đâu, đùa một chút cho vui thôi mà. Tôi sẽ đền cho hai cậu. Thầy gặp phải đối thủ ngang sức rồi. Đừng lo. Tiểu Tiểu, lúc nãy con trên gác làm gì? Con xem phim vật. Phải đấy, nam diễn viên chính thật là đẹp trai. Cháu và Tiểu Tiểu xem cả buổi chiều, càng xem càng thấy anh ấy đẹp trai. Anh có phải là thần tượng của em không? Phải, chính là anh đây. Cảm ơn em. Ôi, sao lại bị cắn một miếng ở đây? Đi cây. Ông ca, đến giờ vận động và uống thuốc rồi. Được rồi, cô đưa tôi đi uống thuốc. Tiểu Tiểu, hai người này sẽ là chị sĩ cho con. Mọi người làm quen đi. Con đưa bố lên. Chào các anh. Cậu quen cô ấy à? Có quen, nhưng cô ấy lại không quen tôi. Em gái, hai người này sẽ bảo vệ cho em thật chu đáo. Em sẽ ngủ ngon. Được rồi. Phải rồi, tối nay chúng tôi ngủ ở đâu? Các anh là đàn ông, tôi biết các anh sẽ cảm thấy cô đơn. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Thật không? Liệu cô ta có làm gì chúng ta không? Cũng sợ đấy. Hay là một người canh chừng, một người ngủ. Được rồi, thầy ngủ trước đi. Cậu dũng cảm thế sao? Thầy cứ ngủ đi. Đúng là người không có nghĩa khí. Anh yêu, đừng có lại đây. Hãy hôn em đi, đừng có đến gần tôi. Gì thế? Không có gì. Sao thầy lên được đây? Đi cầu thang. Cầu thang à? Cô ấy đang tắm à? Không được làm bậy. Tôi không cho phép. Làm gì mà ghê gớm vậy? Là cô ta chứ gì? Cô ta cái gì? Cô ta là người tình trong mộng của tôi đấy. Không phải chứ. Đừng mà. Hai vệ sĩ, có chuyện gì à? Chúng tôi chỉ đi tuần tra thôi. Ông cứ tiếp tục đi. Xin chào. Không ngủ được à? Tôi sang tìm cô để nói chuyện. Chuyện gì? Chuyện hai tên chị sĩ đó. Có một người hình như quen cô. Có một người tôi hay gặp ở ga tàu điện. Hình như anh ta rất thích cô. Tôi nghĩ chắc không sao đâu. Nhưng anh ta cứ kỳ quặc thế nào ấy. Cô và anh ta đã không có chuyện đó đâu. Vào đi. Cái này của cô. Sao cuốn sách lại bị thế này?
Hình như anh ta thật lòng với mình. Cậu định đứng đây bao lâu đây? Đến khi cô ấy chịu ra, đợi đến khi trời sáng cũng được. Trời sáng rồi. Làm gì thế? Uống cà phê đi. Sao cứ than mãi vậy? Quá ra tình yêu mới là trò đùa lớn nhất dành cho đàn ông. Việc thuê hai người đến đây là trò đùa lớn nhất của tôi đấy. Tại sao? Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện bộ phận cơ thể gợi cảm nhất của tôi lại mọc thêm hai cái này. Hơn nữa lại bị dính chặt, không dứt ra được. Sau này làm sao tôi đi với em nào được đây chứ? Vậy chuyển sang đi với trai. Bánh của tôi đã làm xong chưa? Xong rồi thưa cậu chủ. Bằng cách nào cũng được, hôm nay nhất định phải làm cho cô ta bẻ mặt ở đây. Không thành vấn đề. Ông có nhìn thấy cái này không? Đây là dụng cụ kích thích. Ai hút một hơi hoặc hít phải khói thì chắc chắn trở thành người đàn bà quan dâm vô độ. Được lắm, cho cô ta thử đi. Xin chào. Em đi đây. Đứng lên thôi. Ông xã, để em hôn một cái nào. Con chào bố. Chào ông chủ. Mới sáng sớm mà anh chị con đã tình cảm với nhau như vậy rồi. Hôn nhau gì mà mãnh liệt vậy? Phải rồi, mọi người đến công ty trước đi. Lát nữa tôi đứng sau. Dạ được. Đi thôi. Cô Tiểu Tiểu à, nhà cô nhiều tiền như vậy, tại sao phải đi xe buýt? Tuy tôi làm việc trong công ty của bố tôi, nhưng tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là cô chủ. Tôi muốn làm người bình thường thôi. Cũng đúng. Cô hút thuốc không? Tôi không hút thuốc. Xin lỗi, tôi không có ý. Thầy nuốt ruồi rồi à? Thầy à, thầy chịu đựng đi. Về nhà rồi tính sao? Làm thế này khó coi lắm thầy à. Thầy à, vừa nãy thuốc kích thích của thầy hình như không tác dụng cho lắm. Đừng lo, ta bố trí cho ba đệ tử làm gián điệp trong công ty rồi. Chúng ta tiếp ứng cho nhau, chắc chắn sẽ thành công. Cô Tiểu Tiểu, hôm nay có ba đồng nghiệp mới. Lát nữa bảo họ đến gặp tôi. Em mà nhảy xuống, anh cũng nhảy. Anh vui, em cũng vui. Đừng diễn mãi cảnh này nữa. Chúng ta diễn cảnh tiếp theo đi. Cảnh tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ... cảnh ấy đi. Là anh à? Là tôi đây. Cô chính là Ca Tiểu Tiểu à? Còn anh là đồng nghiệp mới. Đúng vậy, đợi tôi một lát. Hai người làm gì ở đây vậy? Chúng tôi sẽ cho đối tượng của chúng ta hít phải hơi trong bóng bay. Chỉ cần làm nổ trước mặt Ca Tiểu Tiểu là cô ta sẽ trúng kế. Nói cho hai người biết, ai làm hại Tiểu Tiểu thì sẽ chết với tôi đấy. Hiểu chưa? Sao tự nhiên lại tử tế như vậy? Lẽ nào cũng hít phải hơi độc rồi?
Chắc vậy rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Mang bóng đi chỗ khác. Gặp được em anh mừng quá. Lần trước sau khi che ô cho em, anh đứng dưới lầu đợi em cả đêm mà không gặp. Ở đây có nhiều lối ra mà. Lần này gặp được em đúng là ông trời không phụ lòng người rồi. Ngoài kia có hai kẻ ngốc, trông thật là đáng ghét. Anh trai của em thuê họ để đối phó cho em. Vậy sao? Anh cứ tưởng đó là vệ sĩ của em chứ. Anh giúp em việc này có được không? May quá, trong này có một phòng trống. Cậu ở lại đây, tôi ra ngoài xem sao. Được. Chào ông chủ. Thủy Đường à, sao? Làm gián điệp mấy hôm nay rồi, có phát hiện gì không? Đã nói là lắc chứ đừng lắc ngược như vậy, chóng mặt quá. Cô tính đi đâu vậy? Cô Tiểu Tiểu nói là lát nữa sẽ có khách đến xem mẫu thiết kế đồ bơi mới của công ty. Có điều người mẫu bận rồi, tôi sẽ thay thế. Tôi đi thử áo tắm đây. Đi đi, công việc là quan trọng. Thật đúng lúc. Đây là khoang không tiếng động. Đây là ống nhòm nhìn trộm vô địch siêu cấp. Thầy ơi, tôi có chuyện muốn nói với thầy. Chuyện gì? Tôi muốn rút lui. Cậu nói gì vậy? Thầy có biết chúng ta đang trả thù ai không? Đó là bạn gái của tôi. Có chết tôi không đồng ý đâu. Tiểu Tiểu là bạn gái cậu à? Đúng vậy. Nhưng làm nghề này không màng họ hàng thân thích. Cậu muốn rút lui thì cậu đi đi. Được rồi, tôi sẽ đi. Đồ ngốc. Sao lại dính chặt thế này? Hôm nay bố có hẹn nghị sĩ Trần đến làm việc. Lát nữa bố sẽ nói chuyện riêng với bà ấy. Sao chứ bạn có gì bóng bay vậy? Ừ phải rồi. Loại keo dính này còn kinh khủng hơn loại tôi đã dùng cho anh trai. Muốn thoát thân thì chỉ còn cách phá tường. Cứu tôi với. Đừng chạy nữa mà, tôi thích cô. Bố làm cái gì vậy? Ông đừng làm như vậy mà. Giữ chặt ông ấy lại đi, bóng bay đổ hết rồi. Không cần giải thích, giữ chặt ông ấy lại. Đừng thế mà. Không được đến gần tôi. Nguy rồi, bà Trần đã đến. Bà chỉ muốn gặp riêng ông ca thôi. Đưa bà ấy vào phòng họp. Tiểu Tiểu à, bây giờ phải làm sao đây? Bố cô không được bình tĩnh. Xem ra đã bị người ta hại rồi. Bố cô bao lâu rồi mới gặp lại bà ấy vậy? Lâu lắm rồi. Tôi biết là không tiện lắm, nhưng hãy để tôi giải quyết. Bây giờ hãy tìm người thay thế ông ca. Thầy ơi, thầy ơi. Sao? Thầy ơi, chúng tôi bỏ phiếu thầy là người thích hợp nhất để giả làm ông ca. Tôi đâu có giống ông ấy đâu. Hơn nữa, tôi còn lại bị thế này. Ở CSK, chúng tôi không hỏi vì sao các bạn cần phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi chỉ tập trung trao cho khách hàng kết quả tốt nhất. Tôi phẫu thuật vì tôi muốn dung mạo của mình thay đổi. Anh muốn biết chi tiết chuyện tối hôm đó. Đừng lo, tôi biết giữ bí mật mà. Anh sợ một ngày sẽ mất đi anh ta. Nghe em giải thích đi. Buông ra, tôi nhất định sẽ giúp cậu xử lý chuyện này. Phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi trái tim một con người không? Đón xem bộ phim Dung Mạo và Tâm Tưởng trên kênh Red by HBO. Sao đó có thể là trầm cảm chứ? Giờ mình còn bị trầm cảm vì độc thân cơ đấy. Ngày mai cô có muốn đi xem phim với tôi không? Được thôi. Lần đầu tiên rơi vào lưới tình. Nhưng Daegu không ngờ cô bạn mới quen lại có nhiều bí mật đen tối đến vậy. Nhà không có kim chi. Tại sao cô ấy lại mua tủ lạnh kim chi to như vậy chứ? Tung cười sảng khoái với bộ phim hài hước của Hàn Quốc.
Cô bạn gái đáng sợ của tôi trên kênh Red by HBO. Quân Thiên. Quân Thiên. Đây là khu y tá. Người nhà bệnh nhân không được phép vào đây. Cứu anh. Quân Thiên. Quân Thiên. Đón xem bộ phim Bệnh viện kinh hoàng trên kênh Red by HBO. Xin chào. Ông là... Xin chào, tôi là ca sĩ đây. Sao lại quá trang kỳ lạ vậy? Phát minh mới đấy. Nói ra cũng ngại. 2 năm trước tôi bị ung thư mắt, thế nên mới đeo cái máy xạ trị này. Lâu rồi không gặp, hình như ông béo lên. Bà đừng lại gần đây, kẻo bị ảnh hưởng đấy. Nặng lắm mà. Đúng vậy. Tôi nghĩ thời còn đi học trước kia cứ ngỡ như mới hôm qua. Đúng rồi, tôi còn nhớ biệt danh của ông là khỉ còi. Thật sao? Ông còn nhớ tôi gọi là gì không? Tôi đi lấy thuốc cho ông nhé. Được rồi. Ông ấy thường bị như vậy. Ông ca, người tình cũ của ông tên là gì? Là Tecla. 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 Thà cho ông đấy. May mà ông còn nhớ. Cô ra ngoài đi, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với ông ấy thôi. Một mình sao? Có người ngoài ở đây, tôi không tiện nói ra. Tôi xin phép. Cho mấy uống ít nước, có khi có tác dụng đấy. Được không vậy? Tôi biết hôm nay ông sẽ có việc cần nhờ tôi. Với địa vị của tôi bây giờ thì tôi tin là mình có thể giúp được ông. Nhưng tại sao năm đó ông lại bỏ rơi tôi chứ? Tôi bỏ rơi bà? Bà tử soi gương sẽ biết ngay. À không, ý của tôi là tôi không giấu nữa. Lúc đó tôi có nỗi khổ riêng. Hồi đó tôi yêu bà lắm đó chứ. Sau cái đêm chia tay đầy mưa gió đó, tôi đau khổ đến nỗi ngày nào cũng chùi đầu vào ăn bầu ngư tổ yến, mong là bị bệnh chết sớm. Thế nên tôi mới béo như thế này đây. Hôm chúng ta chia tay đâu có mưa. Sau khi tôi về nhà thì trời mưa to. Thực ra trong lòng của tôi có một chuyện muốn nói với bà từ lâu lắm rồi. Đó là... Thôi ông đừng nói. Tôi muốn được ở trong lòng của ông mãi mãi. Cũng đúng. Nana, tôi gọi bà như thế được không? Được. Titi. Nana. Titi. Nana. Lần này công ty tôi gặp khó khăn, tôi mong bà hãy giúp đỡ, tạo điều kiện. Giờ nãy có chuyện gì vậy? Bà Trần đâu? Bà ấy đi rồi. Anh là ai? Tôi là chị sĩ đây. Tôi đã ký hợp đồng giúp ông rồi. Thật vậy không? Bà ấy đồng ý bán tòa cao ốc cho ông, còn tặng chúng ta 30 chỗ để xe, miễn phí quản lý 30 năm, giảm giá 30 triệu. Bà ấy làm sao vậy? Không sao đâu. Tôi đã thay mặt ông nhận lời cho bà ấy là cứ 30 ngày sẽ dành cho bà ấy một đêm. Tại sao lại ít như vậy? Chỉ có một đêm thôi sao? Dù sao thì hợp đồng cũng đã được ký rồi. Ngày mai tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn mừng. Hơn 20 năm nay tôi không có bơi lội gì. Vậy thì trước khi xuống nước, ông phải vận động. Vận động sao? Loại vận động đó không thích hợp với tôi. Thì chỉ vận động vài động tác nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng à? Đơn giản vậy. Ông ấy lại uống Viagra. Lẽ nào thuốc hôm qua chưa tác dụng sao?
Cô DK à? Tên của tôi là Ngô Đế Kim, tên tiếng Anh là Danny. Trong lòng tôi, cô là DK. Khó đổi lắm. Dù sao cũng chỉ là tên gọi thôi. Cuốn sách đó còn đọc được không? Tôi đã đọc hết tối hôm qua rồi. Thật vậy sao? Anh quả là người kiên nhẫn đấy. Đâu có, cô cứ quá khen. Thật ra lúc ở bệnh viện là tôi không cố ý, tôi bị người ta chơi xỏ thôi. Tôi tin anh. Có thật không? Cô hiểu được như vậy là tôi vui rồi. Còn gì nữa không? Anh ở lại chơi vui vẻ nhé. Sao anh ta không đuổi theo mình? Phải có động thái nào đi chứ. Tôi đã đi chậm lắm rồi. Nhìn cái gì? Đừng nhìn nữa, ra đây có chuyện, đi thôi. Anh còn xem nữa à? Tôi thuê các người đến đây để tán gái sao? Tôi yêu cầu các người làm cho bố của tôi phải ghét em gái của tôi, vậy mà còn giúp cô ta phải lập công. Còn nữa, tên ngốc kia lúc nào cũng ngắm cô ta. Thật ra các người định giở trò gì đây? Phải cho chúng tôi thời gian chứ. Còn định kéo dài bao lâu nữa? Anh không hài lòng chứ gì? Đã cảnh báo trước là đừng thuê loại người yếu kém này rồi mà. Bực mình thật đấy. Làm gì vậy? Đây là vũ khí cực độc. Sau khi bị xịt vào, người sẽ hát không ngừng. Khi nào vào bữa tiệc, tôi sẽ sử dụng nó. Khi chiếc lá xa cành, tôi lại muốn ở bên phu quân. Họ hát bài gì vậy? Ai thích hát gì thì hát, mình đi thôi. Đêm nay sẽ là một đêm khó quên. Cứu giới, cứu chúng tôi giới. Tiểu Tiểu, em có đói không? Anh đói thì ăn đi. Anh không thể điều khiển bản thân của mình nữa thì đừng kiềm chế nữa. Họ làm gì vậy? Trong sách thầy dạy có một loại bột trắng, ai mà bị dính vào thì sẽ không bao giờ gỡ ra được. Đây là một vũ khí vô cùng lợi hại. Thật vậy không? Để tôi xem nào. Lẽ nào chúng ta bị chơi xấu? Để tôi biểu diễn trước nha. Được. Trông đẹp không? Đẹp lắm. Tiếc là không có cầu nhảy. Bao nhiêu tuyển thủ bơi lội còn phải học tôi đấy. Nếu không tôi đã biểu diễn được nhiều động tác đẹp mắt rồi. Đằng kia có cầu nhảy đấy. Cô muốn xem không? Có chứ. Thực ra nhảy cao cần phải dũng cảm. Cao thế này à? Cao quá, làm sao leo lên được? Anh sợ à? Đâu có, anh chê nó quá thấp. Làm gì vậy? Anh ấy nói muốn nhảy cầu. Mau nhảy đi, vui lắm đấy. Anh nhảy đây.
Chuyện gì vậy? Ăn một cái cánh gà trấn tĩnh lại đi. Định đổ với ta sao? Không đủ tư cách đâu. Là Chỉnh Cốt Chi Bá. Có chuyện gì sao? Bố nghe con nói chồng con bị quan. Mấy người kia thực ra đều là nội gián. Bố à, con chơi xấu còn đáng chết. Vì quen biết một tên chuyên trả thù thuê, chính hắn kéo con nhập cuộc, chúng muốn hại em con, đẩy cô ấy vào xã hội đen, rồi lừa lấy gia tài của nhà ta, rồi để bố đến kim sa chuỗi. Là ai? Chính là chúng. Làm việc xấu mà không biết xấu hổ, đá dụ chồng con. Cứ nghĩ đến là chúng con lại buồn nôn. Bố ơi, bố bị u mê rồi. May mà con có người bạn tốt. Là ai? Anh quen với anh Bá thì sau này không có gì phải lo lắng nữa. Quen biết anh Bá, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Quen biết anh Bá, sau này bố sẽ không cần dùng ai khác nữa. Quen biết anh Bá sẽ đuổi hết đám tay sai vô dụng. Đừng dội, kẻo trúng kế, hại đến người vô tội. May mà ta biết sớm, phát hiện ra đám yêu quái các ngươi. Ông cũng bị xịt thuốc mê hát à? Không có. Tại sao lại hát? Không hát nữa. Các người đến để hại em gái cậu ấy, với đồ giành giật gia tài. Tất cả các người đều là hạng vô lại. Lão Quynh, Quynh nói người khác thì xem lại mình đi. Tôi nói gì chẳng được. Lát nữa người của ngươi sẽ khai hết sự thật. Người của tôi à? Quá ra tôi đã ăn cánh gà khai thật. Ăn rồi sẽ nói thật mọi chuyện. Đúng rồi, đúng rồi. Chính thầy đã rủ tôi tham gia vào vụ đối phó cô ca Tiểu Tiểu, làm cho bố cô ấy nghĩ con gái mình tham lam, xấu xa, đuổi khỏi nhà nước Pháp. Như thế anh ca sẽ được hưởng phần gia tài của em ấy. Xin lỗi thầy, xin lỗi thầy. Không có phép tắc gì cả. Tiểu Tiểu à, Tiểu Tiểu, không liên quan đến anh. Anh không tham gia vào kế hoạch của họ. Hôm qua có phải các người định cho cô Tiểu Tiểu hít hơi thuốc kích dục hay không? Nhưng cuối cùng chính ông ca đây lại hít phải. Đúng vậy. Các người mau biến hết đi, sau này đừng để ta nhìn thấy mặt nữa. Dù gì cũng đã nói hết rồi, tôi nói thêm vài lời. Thực ra thì việc đối phó với cô Tiểu Tiểu đối với tôi không quan trọng. Tôi chỉ muốn có cơ hội để bày tỏ tấm lòng của tôi đối với cô DK mà thôi. Ngày nào đến quan đường, tôi cũng cố ý đi bằng tàu điện. Mục đích là tôi muốn được gặp cô ấy. Tôi biết là mình không xứng đáng với cô ấy, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cô ấy là tôi mãn nguyện rồi. Sau này tôi không còn gì phải nuối tiếc nữa. Tôi rất cảm kích anh Bá. Nếu không ăn cánh gà này, tôi sẽ không có đủ dũng khí để nói ra những lời này. Nói thật, anh có thân hình rất giống Thái Phong Qua. Tôi thật ngưỡng mộ anh. Tạm biệt anh, tôi đi đây. Thái Phong Qua à? Hai người đó có vấn đề gì hay sao? Đừng hỏi nữa, họ thất tình đấy. Không đau lòng thì không bao giờ đi là quần áo. Đàn ông đau khổ nhất là mất đi người mình yêu thương. Sai rồi. Đau khổ nhất là cả đời lừa dối bản thân, nhưng cuối cùng lại không thể tiếp tục được nữa. Anh nói ai đấy? Thầy của chúng ta. Không ngờ danh tiếng của mình lại bị quỷ hoại không còn gì. Sau này biết nhìn mặt mọi người thế nào đây? Làm sao dám đối diện với ánh sáng? Vào đi. Thầy à, thật ra tôi đến để xin lỗi thầy. Bởi vì tôi bất tài và vô dụng. Tôi đang món cánh gà nói thật của họ và đã khai ra toàn bộ sự việc, đã hại đến thầy rồi. Tôi biết mình không xứng đáng ở lại. Không liên quan đến cậu, chỉ trách tôi là người bất tài thôi.
Thầy đừng nói như vậy. Xem ra ngoài chỉnh trung chuyên gia thì không ai đối phó được với chỉnh cốt chi bá. Nói gì thì thầy cũng là ông hoàng trong giới báo thù. Ông hoàng gì chứ? Tôi xấu hổ lắm rồi. Nói thật với cậu, tôi làm trợ lý trong văn phòng của công ty Cổ Tinh 2 tuần, bị người ta chơi cho sống dở chết dở. Sau đó lấy cắp vali đồ nghề vô địch của chỉnh trung, rồi tách ra làm ăn. Thầy không phải là chuyên gia sao? Xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi. Chuyện này thầy chỉ nói cho tôi biết thôi, đừng nói cho ai biết. Tôi cũng sẽ giữ bí mật này cho thầy. Cậu gì chứ? Chúng ta là bạn mà. Nhưng tôi đã từng chơi xấu cậu. Không chơi xấu thì làm gì còn trò vui? Cậu nghĩ thế thật sao? Đúng vậy đấy. Anh em tốt, đừng nói cho ai biết nha. Hứa rồi đấy. Đương nhiên rồi. Anh ta sắp làm hỏng bàn la rồi. Còn tôi nghĩ là anh ta sắp phát điên rồi. Hay là vào trên anh ta đi. Được đấy. Alo, Ngô Quảng Đức, anh có điện thoại? Không nghe, không nghe. Trừ điện thoại của cô ca Tiểu Tiểu, tôi không nghe ai hết, là của Tiểu Tiểu đấy. Tiểu Tiểu sao? Alo, Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu. Sao vậy? Thủy Đường, sao cô thức khuya vậy? Họ không biết tôi là gián điệp, vì thế tôi sẽ ở lại công ty để nghe ngóng tình hình. Nghe ngóng gì chứ? Ông chủ ca rất tin tưởng chỉnh cốt chi bá. Còn ông anh trai thì hình như đã hối cải, đồng ý với bố là sẽ chăm lo cho em gái cả đời. Không thể nào. Làm sao lại tốt đến như vậy? Còn nữa, Danh đi muốn hẹn gặp anh đấy. Cô ấy hẹn gặp tôi sao? Có thật không? Thật mà, cô ấy bảo sáng mai gặp tại chỗ cũ. Tôi không nằm mơ đấy chứ. Làm sao cô ấy lại hẹn gặp tôi chỗ cũ được? Thầy đánh tôi xem, có đúng là tôi đang nằm mơ không? Thật chứ? Tỉnh lại đi. Có ích gì cho cậu không? Đào quá. Được hẹn hò với DK còn chui hơn trúng số độc đắc. Cậu may mắn quá, còn trúng số nữa. Thầy cũng thế mà. Mỗi ngày, đâu đi là ngày có ý thức? Đâu đi là ngày có suy nghĩ? Đi chơi sao? Original Dream. Sa, 서로 인사해. 이쪽은 오늘부터 우리랑 함께 살 구름이. 어디다 묻어줄 건데? 멀리. 내가 원래 머리가 좋잖아. 그래서 한번 매운 건 잘. 아니 안 잊어버린다고 네가 바지를 날 못 잊었구나. 그동안 잘 못 해줘서 미안해. 혹시 다시 만나면 정말 잘해줄게. Cat Funeral. Stay Home Friday this month. Stay Home Friday, Friday nights at 9. Là một trượt siêu cấp. Sách của cô đây. Cảm ơn anh. Không có gì.
Thực ra tôi mơ đến ngày này từ lâu lắm rồi. Người nào có chí ắt sẽ thành công. Tôi biết anh là người tốt. Thực ra chúng tôi không có ý định hại cô và Tiểu Tiểu. Tôi biết anh trai cô ấy ngốc lắm, làm sao biết dùng kế mượn dao giết người này chứ. Chắc chắn là do chỉnh cốt chị bá đã chạy. Ngày kia sẽ đến sinh nhật của Tiểu Tiểu. Anh trai cô ấy muốn mở tiệc sinh nhật cho cô ấy. Khi không lại tốt với cô ấy như vậy, chắc chắn là có mưu gì rồi. Ý cô là tôi muốn các anh quay lại giúp chúng tôi vạch mặt chỉnh cốt chị bá và mưu của hai vợ chồng người anh trai. Nhưng tôi làm sao đấu lại được ông ta? Anh không làm được, nhưng có thể anh trợ giúp thì sẽ được thôi. Chỉ cần anh có niềm tin, chắc chắn là hắn sẽ không thể nào đánh bại các anh được đâu. Tối nay chúng ta quyết tâm đánh bại chỉnh cốt chi bá, trở thành những cao thủ trả thù giỏi nhất. Chiến đấu vì chính nghĩa, vì gái đẹp. Đúng vậy, vì gái đẹp trong thiên hạ. Tôi mà đã ra tay thì không thể nào thất bại được đâu. Anh bá à, anh nhớ nhất định tối hôm nay phải làm cho cô ta bẻ mặt đấy. Được rồi, cậu muốn cô ta bẻ mặt chứ gì? Cho cô ta bị lột quần áo giữa đám đông, ép bố của anh phải chuyển toàn bộ gia tài cho anh, có được không? Đồng ý. Tốt nhất là đuổi được cô ta ra ngoài làm gái. Tôi rất thân với loại gái đó, không thể hại họ được. Tôi thuê anh, không có ý kiến được hay sao? Được rồi, vậy thêm 3 triệu nữa, không thành vấn đề. Sao vậy, Tiểu Tiểu? Sao lại ngồi một mình ở đây? Ra kia chơi đi. Tôi không thể ngờ họ lại muốn hại tôi. Tôi không thể nào tin ai được nữa. Thực ra Ngô Quảng Đức và ông Michael đều là người tốt. Cô thử nghĩ mà xem, nếu họ thật sự muốn hại cô thì họ đã ra tay từ lâu rồi. Thì vậy tối nay cô phải hết sức đề phòng. Rõ ràng cái người tên bá kia là tay sai của anh cô. Chắc chắn họ đang có âm mưu. Để xem sao. Đạn bắn ra từ khẩu súng này, nếu xâm nhập vào cơ thể sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng lên 105 độ. Toàn thân sẽ phát sốt và không chịu nổi, phải cởi hết quần áo ở bên ngoài. Đây là phát minh tuyệt vời của người Mỹ. Họ mới dùng có 2 viên đạn thôi. Lợi hại thật đó. Hay là bắn cho cô y tá kia một phát. Tôi muốn có được cô ta lâu rồi. Không thành vấn đề. Sao lại có một cô ngực to đến kìa? Bắn cô ta đi. Chỉ còn 2 chiên thôi, làm sao bắn 3 người được? Tất nhiên là phải bắn 2 người có thân hình đẹp nhất rồi. Bắn em gái cậu trước đã, nếu không làm sao cậu lấy được gia tài. Cũng đúng. Mau quyết định đi, nếu không họ đi mất bây giờ. Cô y tá và cô ngực to. À không, Tiểu Tiểu và cô ngực to. À không, cô ngực to và cô ngực to. Ai cũng được. Nếu bị bắn lại thì cũng đáng sợ lắm đấy. May mà tôi tránh được. Cậu nhiều may mắn. Sao tôi nóng như vậy? Tôi nóng quá. Nóng quá. Tôi muốn nhảy. Có người đang cởi quần áo kìa. Là ai vậy? Chắc chắn là con gái của bố rồi. Con đã nói cô ấy là người con gái mất nết mà. Không đâu, là con trai bố. Cái gì? Sao anh cả lại bị kích động như vậy? Đúng là hết thuốc chữa rồi. Nóng quá. Không ra hệ thống gì cả. Mời mọi người lên lầu uống champagne. Mày quá, là ngươi. Có biết cái gì đây không? Tất nhiên không phải nước thường rồi, là nước đông cứng cơ. Thôi chết rồi.
Người làm cái gì vậy? Đại ca làm sao vậy? Ta bị dính nước cứng cơ, mau đưa ta thuốc giải. Thầy ơi, chúng ta hết sạch vũ khí rồi, làm sao bây giờ? Đừng sợ, chúng ta còn vũ khí cuối cùng. Lần này người chết chắc rồi. Chiếc vali đó đâu? Đúng rồi, đúng là chuyên gia. Tôi tưởng đi chơi xấu nên chúng tôi đã mở đó ra rồi. Trước đây sư phụ tôi cũng đã nói với tôi như vậy. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả. Không trả tiền thì chỉ là chiếc hòm bình thường. Chỉ cần quẹt thẻ thì sẽ khác. Đúng là nặng hơn hẳn. Đây là bóng đèn quang tưởng, cho hai người giữ lại mà dùng. Các người không biết đâu, đây là loại mới nhất. Nếu bị nó chiếu vào sẽ lập tức mắc chứng quang tưởng ngay. Không phải chứ, bài chân chưởng. Bộ kinh dân, sao bài chân chưởng của Quỳnh không có tác dụng gì vậy? Phiền quá đi. Đĩa lậu mà yêu cầu cao vậy? Thế mà cũng đòi. Nhìn tự động liên hoàn chưởng của ta đây. Tự động liên hoàn chưởng là bài quyền tự động đánh người. Người nào đeo vào sẽ đánh nhau không ngừng và trở thành võ lâm cao thủ vô cùng bạo lực. Thầy ơi, ông ta sẽ đến bao lâu nữa? Mặc kệ đi, chắc là hơn một tiếng nữa. Thật vô lý, tức quá. Các người ép ta phải sử dụng đến phát minh vừa nghiên cứu ra. Đó chính là vũ khí kinh khủng nhất, thiên hạ vô địch. Kinh khủng đến mức nào? Các người còn không biết viết hai chữ kinh khủng thế nào, vậy ta sẽ phá lệ cho các người nếm mùi. Cả Liên Hiệp Quốc và Iraq đều kiêng nể ta. Đó chính là chiêu giả gái. Nhất tự mã. Kiệu qua. Cuối cùng là thế tam điểm tận lộ. Thôi đi. Đây là pháo Bangkok ở Bắc Cực. Tiểu Tiểu, em mặc vào đi. Anh lạnh không? Có chứ, nhưng anh muốn trừng phạt bản thân. Tại sao? Bởi vì anh muốn được em tha thứ. Chúng ta giống diễn viên đóng phim quá. Anh biết, anh là Leonardo DiCaprio. Không, em thấy anh giống Hồ Phong. Hồ Phong à? Không sao.
Tự nhiên không thấy nóng nữa, sảng khoái thật. Sao lại che bằng cái này? Tất nhiên, không thành nóng phim cấp 3 à? Sao anh đến muộn vậy? Anh đưa một người quan trọng đến. Mọi người tránh ra nào. Cẩn thận. Sao trông giống chồng của con vậy? Tôi là Khổng Ất Kỷ. Tôi là tài xế của lão gia trước đây. Lâu rồi không gặp. Hôm nay tôi phải nói ra sự thật. 30 năm trước đây, tôi và bà chủ đã có tình cảm với nhau. Cậu cả thực ra là cốt dục của tôi. Không phải chứ? Nghĩ là cô ấy không phải là con riêng mà là tôi sao? Con không phải là họ Ca mà là họ Khổng. Họ Khổng. Ông chủ à, hãy tha thứ cho tôi. Thật ra tôi biết chuyện này lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn coi nó là con đẻ của tôi thôi. Con xin lỗi bố. Bố à, tha thứ cho anh cả nhé. Con xin lỗi bố. DK à, thấy không, gia đình họ đoàn tụ là một cái kết có hậu đấy. Còn chúng ta thì sao? Đám cưới được không? Lại định trêu anh à? Được chứ, ai sợ ai. Tốt rồi, thành công tốt đẹp, hạ màn. Là một kích dục à? Định chơi xấu ta sao? Định chơi xấu chúng tôi chứ gì? Đừng hòng. Đăng ký kênh Tò Te TV để xem nhiều video hấp dẫn và bổ ích nhất nhé.